nha. Còn nhìn thấy nhau thì có được cho nhau, em được cho thế là tốt. Thấy nó thấy là chúng em phải cảm ơn thầy, thầy cũng cảm ơn thầy, anh thấy thầy cũng có từ đời nhờ em đến thay mặt chúc thầy sức khỏe và vạn thọ vô cương đúng theo con thầy võ. Thank you. Cảm ơn các em nơi các ông quý là nhớ các thầy cô nhớ con thầy là bây giờ ông chém làm được cái gì cho mình về con đi đây cả nghĩa là không thấy mồ mè gì bỏ thời gian tới nhà cái đó là được quý làm thầy cả cho làm thầy giáo lương y mà không có cái gì không có được thêm gì cả và các bệnh viện nhưng mà người ta vẫn hết là một đó bởi vì đó anh đang tiền thôi cái điều thứ gì là nó buộc mình phải gương mẫu mình muốn dạy người ta được thì mình phải gương mẫu cho nó thấy lời nói ngày xưa thầy các chị các thầy lời thầy tí cái lời thầy ngày xưa thầy thầy giáo là kỹ sư tâm hồn thầy giáo là ngày xưa cao vậy nhưng mà giáo viên là kỹ sư tâm hồn người đi còn các cháu các em theo cái giải thành lời nói đúng rồi không phải không có giáo dục trên 60 năm rồi mà học trò vẫn nhớ thầy bài cho em yêu ai hay
phải mà tặng các thầy cuốn kiểu và chúng ta sẽ nghe các thầy cô tâm sự đặt đầu. Trước hết xin kính tặng thầy Lê Mới cuốn kiểu của trường của khóa 6467 trường Thành Công Công nghiệp.